Everybody, welcome to Hell VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Naruto phiên bản màn hình đứng ha, phiên bản tổng hợp Hero mới nhất hiện nay. Ok, rồi. Con này đầu vô thì chạy nhiệm vụ map 1, nhận ngay xếp kim nguyên bảo rồi cái kiểu nè hả. Đó, cố gắng chạy cho hết mấy cái nhiệm vụ tân hữu để nhận thêm được quà cái kiểu nha các bạn ơi. Rồi ok luôn. Vô thì con này bắt buộc phải chạy rồi. Nên là chắc là để đây tí chúng ta quanh lại hay là chạy luôn ta. Heo nghĩ nó chạy cũng nhanh nè. Đó là thôi để cho nó chạy luôn nha các bạn. Đó, cũng nhanh lắm. Ok, đó, chiêu mộ. Rồi, qua, triệu hồi một lần nữa. Ok, cái này lúc nào nó cũng bị dướng ngay chỗ này nè các bạn. Nó bị delay. Chờ người ta hướng dẫn xong mới vô được. Rồi, vô đánh trận nữa nè ha. Ok. Lúc này là không có tướng tá gì hết đây nè. Đó, ừ rồi, chắc nó đi hết quá. Đậu xanh đó, đánh đấm gì nữa. Ok, đánh đấm gì nữa. Ủa, ok, vậy mà hắn kìa. Man. Wow, méo nghĩ nổi là cái đội hình đó mà nó có thể hắn được á. Ôi ơi. Rồi, rồi. Đây, đánh đi, qua ải năm rồi chúng ta nhận quà được nữa đó. Hình như nhớ không lầm, mình như nhớ mày mại là qua ải năm là chúng ta nhận quà nữa đó các bạn. Đó là cố gắng đánh luôn hả, đánh cho xong luôn đi, để mà nhận thêm quà nữa. Chỉ nhớ mang máng mà không biết đúng hay không thôi. Ok. Rồi, tiện là chơi luôn ải này ha. Đây. Đây, ải năm nè, để là ải năm nè các bạn. Đó, trời ơi. Đậu xanh nó rồi, đi luôn không? Dễ gì đúng không? Không đi được đâu. Rồi. Ây da. Ừ, win. Đây, nhận thêm nữa nè, đó. Nhớ mà, đó, tướng trang bị, rồi rươm vàng, rươm bạc, hãy xếp. Rồi skin, hero, đồ cái kiểu con đà điểu nè, rất nhiều luôn, ok. Qua ải 5 là mới nhận được thêm nha các bạn ơi. Rồi, ải mấy đây đúng không? Đúng rồi, ải 5 hả? Ok. Alright, đến với thông tin server cái nha. Đây, một số. Đây, thôi ơi, A-Ship VIP. Đó, A-Ship VIP. Đó, lên ải 5 hả? Ui, VIP 47. U là trời. Quá ngon. Rồi, đến với thông tin server đây. Quả Long Nhẫn Giả, game vì đam mê. Đó, Naruto trận cày cuốc phiên bản mới nhất 2023. Chơi tốt trên cả Android và iOS, tân hữu tặng quà khủng 5 tướng mới. 25 sao, VIP 79 ha. Đây, Ngọa Long Nhẫn Giả tặng bộ fit code khổng lồ nè. Đây. Game lay cực cuốn, cày cốt không giới hạn, bơi ca xuyên màn đêm nè ha. Ok liền. Trời, ui, đó, ôi, Naruto đồ ha, One Piece đồ đầy đủ luôn, Elora đồ luôn nè hả. Đây, có event chia sẻ long tinh S16 hần nữ nè, open vào 12 giờ, ngày 17 tháng 8, 2023, trang chủ hỏa chí.xyz nè hả, tải game tại hỏa chí... XYZ nè, đó, ok, rồi, sự kiện like, share, comment, thả tim, phần quà đó là 10 triệu vàng, chia sẻ đủ 10 nhóm là được 2 tỷ bạc, 2 tỷ A-Ship Ninja,
500 đá Kaguya, 500 Kaguya cao cấp 10 triệu A-ship VIP. Event riêng server mới. Nâng một ninja bất kỳ 50, 75, 100 sao lên gì ninja vượt tháp, ninja tầng 900, hải vô tận 900, map cốt truyện 600, đạt điểm đấu trường 200.000 điểm. Mỗi móc nhận được 1 tỷ A ship ninja. Đây, bài viết được 100 like, 200 like, 300 like, mỗi móc nhận thêm 1 tỷ A ship ninja nữa nha các bạn ơi. Đó, ok không? Quá ok luôn, nhập code thôi chứ gì nữa. Code long tin like xe heo cũng đã đi xin về hết rồi hả? Còn mấy cái đó nhập sao? Không có xô được nên là chịu thôi. Này không biết ở ngoài này đủ code không nữa, chắc là đủ quá. Hồn ninja 2 nè hả? Đang bị thần trang rồi VIP rồi Orochi Maru rồi Gaga Game. Ok rồi, hết rồi nhận hết nè hả. Đó, hero mới, đồ trang bị rương, trang bị boost, đồ các kiểu nè. Ok rồi, code long tin like xe luôn nha các bạn, nhưng mà code này không show được nha. Ok, nhập code xong nè hả. Đâu rồi, đây nhập tiếp nữa nè, kim nguyên bảo 110 triệu hả. Đó, đây A ship VIP. Đó, cắn hết luôn cho heo. Rồi lụm hết luôn, rất nhiều luôn, hồi nãy ăn một mớ rồi, bây giờ ăn thêm một mớ nữa. Đó, ok. Ok là ôi, VIP 80 luôn nha các bạn ơi. Đó, rất nhiều ai xếp VIP luôn. Ok, ok. Rồi, gì đây, trương trang bị. Rồi trang bị đỏ, rương trang phục tự chọn nè hả. Đó, bí kiếp, bí quyết, đồ tài le, hộp me. Rồi thần trang nè các bạn, thần trang 15 sao nè hả. Đó, rương thần trang tự chọn 15 sao luôn nha. Ô là trời. Đó, 15 sao luôn. Rồi, quá đẹp, quá mạnh luôn. Rồi ồ, cái đó được 1 tỷ 9 nữa. Thôi, kim nguyên bảo thì chúng ta để vào một cái việc khác để xài ha. Đây, để heo hướng dẫn cho các bạn chỗ mà chúng ta cần xài kim nguyên bảo trong các bạn này. Đó là cửa hàng. Đó, bán tướng mới các kiểu luôn. Đó, Boruto nè hả, Yogan nè. Ok, 200 mấy con. Wow, muốn mua thì mua ha. Đó, rồi nè, Orochi New S nè hả. Đó, rồi Gara, rồi Mitsuki nè hả, Mitsukage gì đó. Ok, Mits đặt cái gì ta le hộp me đó. Ủa ok ok rồi. Á à, đậu xanh mua được 3 con hả. Rồi đây nè, Elora, rồi Thanh Thiên Thanh Ngu Mãn nè hả, rồi Kinh Công, rồi Yoro Wano, rồi Lo Wano Banda đồ này hả. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Hero mới nè. Ô là trời, hèn chi nó một đống ở đây nè. Ôi ơi, heo tưởng đâu ít. Ôi ơi, mình mua về bây giờ nó vô một nùi ở trong này luôn. Ôi trời ơi. Đó, tưởng mới nè, Orochi New S nè hả. Đó, giờ thì tướng mua được trong shop luôn, tha hồ mà các bạn muốn nâng bao nhiêu thì nâng ha. Quan trọng là chúng ta có đủ food để mình nâng hay không thôi. Đó,
Đó, ok không? Quá trời quá đất luôn. Đó. Thích thì nâng, không thích thì ra coi người khác nâng. Rồi. Đây có phút luôn, phút 5 sao. Trời. Cái game giờ tiền quá ha. Vô là có phút đồ sẵn luôn nè. Đó. Phút tự chọn đồ luôn, 6 sao, 5 sao, 9 sao luôn. Ok luôn. Đây, cần hai con 6 sao đúng không? Đó. À, cái đồ quỷ này. Ê, lố rồi, đây. 9 sao. 10 sao. 11. À, cần phải nâng một con lên hả? Rồi, 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 từ từ. Đây, đó, để cho con này nó lên trước đi. Đó. Rồi, đây lên con Mitsuki nè hả? Đó, con Miyukage. Ok, Miyukage. Đó, trời ơi, nó là bên hệ âm, hệ ám ha. Dễ nữa. Không trùng hệ với con kia là khỏe rồi các bạn ơi. Trời ơi. Đó. Tha hồ mà up lên ha. Chỉ sợ là sợ thiếu phút 6 sao, 9 sao, 10 sao thôi. Chứ còn lại là khỏe ré. Trời ơi. Đó. Copy thì vô túi, lộn vô shop mua bình thường nha các bạn ơi. Đó. Ơ, nhưng mà không biết là có bán hồn 9 sao, 10 sao không ta? Có bán luôn hồn 9 sao, 10 sao thì khỏe nè. Ơ, hết rồi. Đậu xanh đó. Rồi, mấy con này thì hạn chế lượt mua các bạn ơi. Nên là chắc là vô là không mua được hết rồi. Một ngày hình như mua được có 4 lần vậy á. Chứ không mua được hết. Ôi, con này tới 5 kỹ năng lận các bạn. Ồ. Con này tới 5 kỹ năng lận. Con hay con này bị lắc rồi. Hót ra vào lại là nó sẽ mượt hơn nè các bạn. Đó. Ok, thôi ơi, chạy. Sướng con mắt vậy đó. Ồ. Orochimaru hình như là nâng sẽ lên nhiều sao hơn á. Để coi. Theo thấy nó có khá nhiều hồn nữa. Đó, đúng rồi. Nó 15 rồi. 16 nè. 17 nè. Ủa hết rồi. À, được 17 mà ít cũng ít đâu anh em. Trời ơi, nâng được một con nhanh rồi. Giờ qua tới con này nó lại chậm nữa rồi. Đậu xanh lòng đó. Rồi, ok, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống tham khảo nha các bạn ơi. Đó, tướng mới đâu, các kiểu con đà điểu cách chơi thấy cũng mới luôn ha. Đó, vô tải về test đi ha. Ok nha. Đó, trời ơi, Mitsuki gì nè. Đó. Đây. Ôi. Rồi thua rồi các bạn ơi. Ô là trời, xong rồi, đi rồi. Một con Naruto hiền nhân là nó ăn hết của mình rồi. Đầu tương đó. Đó, ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Đó, không ăn được đâu rồi.